xác minh thông tin vụ giáo viên bắt học sinh mua xôi ăn trước mặt phụ huynh. Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau đang xác minh thông tin phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh mua xôi để ăn trước mặt phụ huynh vì học sinh này ăn xôi trong lớp học vào đầu giờ học. Những ngày qua, nhiều phụ huynh bức xúc trước việc giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh mua xôi ăn trước mặt phụ huynh vì em học sinh này vi phạm nội quy của trường, lớp là ăn trong lớp học. Tiếp xúc với phóng viên thanh niên, NML, học sinh lớp 10X, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lộc, kể, sáng ngày 25 tháng 4, em bị bệnh nên có mua hộp xôi đến trường ăn để uống thuốc. Do sáng em phải đưa cháu đi học, em đến trường muộn, khoảng 6 giờ 30 phút, nên mang xôi vào lớp ăn. Trong lúc em ngồi ăn, có bạn cùng lớp đến ăn cùng nên cờ đỏ phát hiện. Sau đó, cô chủ nhiệm nhắn tin vào group hỏi, hôm nay ML đã làm gì sai, nhắn lỗi vi phạm vô nhóm này, cho tất cả các bạn cùng biết. Cô giáo chủ nhiệm bắt học sinh vi phạm nhắn lỗi vi phạm vào group Zalo của lớp. Cũng theo lời kể của ML, sau đó cô chủ nhiệm đề nghị em mời phụ huynh lên trường vào 14 giờ ngày 26 tháng 4 và bắt em ăn cái gì thì trưa nay mua lên ăn cho phụ huynh xem. Nhưng buổi trưa hết xôi, em không mua được xôi thì cô bảo em còn nợ cô một hộp xôi. Em định giải thích với cô là tại sao em ăn trong lớp thì cô nói không có tại gì hết, vì đây là nội quy của lớp, ML thuật lại. Chị NKH, một phụ huynh của học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lộc, bức xúc, ghé nhà tôi, cháu ML rưng rưng nước mắt kể chuyện mình bị giáo viên chủ nhiệm bắt mua xôi ăn, tôi rất bức xúc. Sau đó, tôi có đến trường và gặp hiệu phó của trường để phản ánh nhiều việc liên quan, trong đó có chuyện của cháu ML. Chị KH cam đoan, sự thật có chuyện giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh mua xôi ăn trước mặt phụ huynh. Thử nghĩ đi, có ai là giáo viên mà xử lý vi phạm học sinh ngộ vậy? Cháu đâu phải tội phạm mà bắt con người ta phải mua xôi, thực hành giống lúc vi phạm. Bất quá phạt học sinh vi phạm vệ sinh trường, vệ sinh lớp thôi, này phạt giống phạt tội phạm, chứ học sinh gì nữa. Chị H nói. Chị NKH cũng phản ánh đến phóng viên thanh niên, việc cô giáo chủ nhiệm phạt con của chị đứng học nguyên buổi sáng vì vi phạm khi nói chuyện trong lớp. MDNM, học sinh lớp 10X, nói, bạn nào có lỗi, cô giáo bắt đứng học. Em nói chuyện trong lớp, bị hạ hành kiểm tuần rồi, nhưng cô vẫn bắt phạt đứng học hết buổi sáng. Còn bạn nào bị lỗi nặng, thì cô bắt phạt đứng học nguyên tuần. Nếu thầy cô bộ môn nào cho bạn vi phạm ngồi thì cả lớp đứng. Nhưng lớp đoàn kết, giấu không cho cô biết. Ngày 1 tháng 5, trao đổi với phóng viên thanh niên qua điện thoại, thầy Nguyễn Hữu Thiện, hiệu phó trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Lộc, nói, tôi có nắm thông tin trên, giáo viên bắt học sinh mua xôi ăn trước mặt phụ huynh PV. Hôm trước, phụ huynh có phản ánh, nhà trường đang tiến hành xác minh. Còn việc giáo viên chủ nhiệm phạt học sinh đứng học, chúng tôi chưa nắm, chúng tôi sẽ xác minh tiếp.